Chào mừng quý vị và các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô. Vũ Duy Ô Tô chuyên bán những cái dòng xe giá rẻ cho mọi nhà. Và hôm nay thì Vũ Duy Ô Tô chuyên dòng xe khủ khăm lăng nhăng lại chuyển tới những chiếc xe mà ai nhìn cũng mê. Một chiếc xe Hyundai Elantra sản xuất năm 2018, một chủ từ mới biển Hải Phòng 15A36684 vừa về cửa hàng xong. Đây là một cái dòng xe giá rẻ cho mọi nhà nhá, phân khúc hạng C cao cấp, nhưng mà con này thì các bác mua thì các bác đỡ được hơn rất nhiều tiền so với xe mới. Vâng, tầm xe mới thì bây giờ ông phải rơi vào tầm khoảng hơn 700, nhưng mà các bác chỉ mua với hơn 500 triệu là các bác đã có ngay được chiếc Hyundai Elantra đời 2018 bản full 2.0 rất là hiện đại rồi. Có cửa sổ trời, túi khí an toàn gần chục cái vây quanh xe, nội thất ghế da còn nguyên bản và ghế là ghế chỉnh điện các bác nhá. Màu sơn trắng bắt mắt và con này thì cam kết tỷ lệ sơn zin của chiếc xe là lên đến 70%. Về các dòng này thì các bác cứ yên tâm là không phải nghĩ ngợi gì cả. Hai quả lốp trước là lốp Michelin và hai quả lốp sau là Continental, dòng lốp mà rất là cao cấp luôn. Và hôm trước thì em mới biết là lốp Continental này thì người ta dùng luôn cho cả dòng Maybach. Thế thì hỏi thật các bác chứ lốp nó chả xịn thì sao, dùng cho dòng Maybach với Phantom đấy ạ. Vâng, và cái dòng xe Hyundai Elantra là cũng là một dòng xe rất là được ưa chuộng, kiểu dáng phân khúc hạng C cao cấp, dáng trường. Đấy, ngồi trong không gian bên trong khoang lái thì rất là rộng rãi, còn khoang để đồ cũng rất là tiện lợi luôn. Đấy, máy 2.0 kiểu dáng thiết kế phía đằng sau này nói cho các bác là thực sự là quá mê luôn. Đấy, bô kép thể thao lại còn một chập nữa nhá các bác nhá. Và cảm biến lùi thì vây quanh xe, xe thì cam kết cho bác là giấy tờ hồ sơ pháp lý là chuẩn chỉ, rút hồ sơ bình thường và không có tranh chấp pháp lý gì cả. Xe không có phạt nguội và không máy số thì vẫn còn zin nguyên bản. Đấy. Và những chiếc xe như thế này thì bác nào mà yêu thì các bác đừng chần chừ ngại ngần, mời các bác qua cửa hàng em Vũ Duy Ô Tô xem xe trực tiếp tại Đông Sơn Thủy Nguyên Hải Phòng. Và có thể là zin chiếc xe này về. Em này thì la răng của nó rất là đẹp. Đấy, la răng phay 10 chấu kép, 5 chấu kép. Đấy, la răng phay nhá, 4 bánh đều phanh đĩa luôn. Phanh đĩa ở đằng trước là phanh đĩa kép và đằng sau là phanh đĩa đơn. Đấy, túi khí an toàn thì dọc cột rồi cả nó trong ghế rồi ngoài thân các thứ đầy đủ, có màn hình đầy đủ cho các bác rất là tiện lợi và hiện đại luôn nhá. Con này thì em đang bán mức giá rất là hời. Đấy, vẫn có lộc lá khai xuân cho các bác. Nên là bác nào mà yêu thì các bác cứ qua cửa hàng xem xe trực tiếp tại Đông Sơn Thủy Nguyên Hải Phòng. Sau đó thì anh em ta sẽ bàn giá hơn một chút. Về phần đầu của chiếc xe thì là đầu xe thì các bác nhìn ạ, tất cả các cái nan của xe thì rất là rõ ràng. Phần mạ chrome sáng bóng luôn, logo Hyundai xịn sò, biển số Hải Phòng 15A36684 thì không hề có dạn nứt ố mốc một tí nào. Và em này thì có cả cảm biến phía đằng trước nhá, đây các bác nhìn này, mắt cảm biến phía đằng trước này. Rất là yên tâm cho các bác luôn, 4 mắt cảm biến phía đằng trước để các bác yên tâm khi mà các bác đi lại nhá. Đấy, còn bên đèn định vị bên dưới này. Đấy, đèn định vị gắn kết hợp dưới phía dưới gọi là đèn như là kiểu đèn sương mù đó. Thế còn phía bên trên thì chiếc xe này thì đèn bên này là đèn bi cầu kết hợp với đèn pha halogen. Đấy, đèn bi cầu rất là xịn sò. Toàn bộ sơn xi tôn cản đi, con này là tôn này. Rất là mỏng luôn nhá, và sơn này là sơn zin nguyên bản đấy ạ. Đèn bên này thì khá là căng trong, sáng không hề có lỗi. Đấy, không có dạn nứt một tí nào luôn này các bác ạ. Không hề dạn nứt tí nào luôn nhá. Đấy các bác nhìn nhá. Không dạn nứt này, không ngố vàng này. Ánh sáng đầy đủ đấy. Và sơn cản thì tất cả các cái phần khe kẽ này của nó là còn nguyên và rất là khít luôn. Nói chung là xe này thì vừa về và em cũng chưa kịp dọn đâu, nên là khoang máy nó còn bụi bẩn nữa cơ. Thế nhưng mà đấy, các bác thấy là xe cũ thì bao giờ nó cũng sẽ có khiếm khuyết, không nhỏ thì to. Thế nhưng mà bên em mua về thì nói chung là cũng phải dọn dẹp một chút, gọi là mất tí công. Mình lấy công làm lãi mà. Đấy các bác nhìn nhá. Đấy, tôn cản rất là đều. Lốp đằng này thì là lốp Michelin, một đôi lốp Michelin 2021. Lốp dày, đấy, lốp rất đẹp luôn. Lốp dày như mới này. Và cái dòng này là lốp Michelin Primacy 4 nhá các bác nhá. Dòng lốp rất là dày luôn. Đấy, lốp 225 45 R17. Vâng, và la răng phay của chiếc xe là la răng 5 chấu kép, phanh đĩa kép bánh đằng trước và đằng sau là phanh đĩa đơn. Cua lốp đây các bác nhìn này, không hề mục mọt tí nào luôn này. Đấy, cua lốp đây. Cua lốp đẹp căng luôn. Đấy, không hề mục mọt một chút nào luôn này. Đấy, cua lốp rất đẹp nhá. Tôn này. Đấy, tôn này. Đấy, các bác nghe ai ạ? Vâng, toàn bộ tôn đều và nẹp chrome phía dưới này. Đấy, tăng khả năng mỹ quan cho chiếc xe này. Em này thì có xi nhan tích hợp báo rẽ trên gương và gương kính thì có điều chỉnh điện cục xe có cả. Vâng, nói chung là đấy, gương chiếu hậu là gương chiếu hậu zin luôn nhá, zin nguyên chưa có hề lỗi làm gì cả.
em cục điện này đấy, và có cả thêm gương cầu lồi để tăng cái khả năng quan sát thêm góc rộng cho các bác nhá. Vâng, thế còn phần nẹp chrome thì em này là quanh viền cánh cửa là đều có nẹp chrome hết, không có nẹp cái vè mưa chắn mưa đấy ạ. Cửa này đấy, các bác nghe tiếng cửa đấy ạ. Vâng, đóng rất là chắc luôn đấy, chỉ keo bao zin cho các bác nhá. Em này thì bao zin keo chỉ luôn cho các bác đấy, các bác nhìn này, chỉ keo bao zin đẹp lét lèn lẹt luôn đấy, các bác nhìn nhá. Vâng, và ốc này vẫn còn đẹp căng, tappi xe thì sạch sẽ đấy, sạch sẽ luôn này đấy, sần nó còn nguyên đấy, các bác nhìn nhá, các phần sần nó còn nguyên bản luôn đấy. Tappi bên này cũng thế này, con này thì cái chỗ này là hơi nhăn nhúm chút, cái này không vấn đề gì các bác nhá. Và được phần ốp bọc trên này thì khá là sang trọng đấy, kính điện là liền điều khiển nó rất là hiện đại, có lưng xuống hạ tự động này, và cái phim cách nhiệt này được dán 2 lần nên là khả năng mà chống nắng cũng như là chống tia tự UV tử ngoại rất tốt. Đấy, toàn bộ hệ thống kính của xe là hoạt động hoàn toàn bình thường. Em tiện để kiểm tra luôn cái hệ thống kính của xe. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng, lên xuống rất là nhanh chóng. Và phần bản lề này, đây các bác nhìn bản lề này, ốc này, đấy nó còn căng đét luôn này, chuẩn chỉ luôn. Đấy, nói chung là với cái tầm tiền rẻ hơn được 200 triệu đồng thì các bác cũng đã có ngay được một chiếc xe Hyundai Elantra phân khúc hạng C. Xe rất là đẹp cứng luôn. Đấy, toàn bộ keo cột keo chỉ là đảm bảo cho các bác là bao zin. Đấy, các bác nhìn này, đinh hàn này của nó còn nét như thế này mà. Đinh chập đấy ạ. Vâng. Nói chung là bên em thì bán và có cam kết bảo hành hết nên các bác yên tâm nhá. Vâng. Và cửa hàng bên em thì có hệ thống siêu thị ô tô lớn nhất cả nước. Vâng, cửa hàng ô tô lên đến hơn 500 chiếc. Đợt này thì em về nhiều rồi. Hôm trước Tết thì gọi là ra Tết ấy, thì chỉ khoảng hơn 300 thôi. Nhưng mà bây giờ anh em cũng tập trung đi mua bán về thì nó cũng rất là nhiều xe rồi. Đấy, toàn bộ vô lăng khâu ra thì xe rất là đẹp luôn. Ga tự động cruise control đầy đủ. Đấy, phím điều khiển tích hợp trên này. Và vô lăng có túi khí an toàn. Còi to. Và đây đồng hồ hiển thị rõ ràng. Lăn bánh 5.6 nha, không có tua. Đấy, xe đẹp như thế này mà không mua thực sự là hơi phí luôn các bác ạ. Màn hình LTEC cao cấp xịn sò, có điều khiển giọng nói tích hợp ở trên đây, có kết hợp cam lùi nhá. Rồi điều hòa thì là auto hết. Đấy. Con này thì có chế độ sấy ghế luôn cho người lái. Cái này thì thực sự rất là tốt khi mà các bác đi đường trường ấy ạ. Ngồi lâu nóng lưng các thứ thì mình sẽ sử dụng. Còn đâu là chế độ lái, con này có hẳn 3 chế độ lái là Eco, đấy, Sport và cái chế độ bình thường mà đang sử dụng để tiết kiệm nhiên liệu. Nói chung là đi những cái dòng này thì các bác cứ yên tâm là máy 2.0 nhưng nó đã ăn khoảng tầm 7 lít xăng trên 100 cây ạ. Đi nó đã sướng. Vâng. Ghế chỉnh điện hết. Hoạt động hoàn toàn bình thường, không có lỗi lầm. Có cả bơm lưng luôn nhá, bơm lưng như những dòng xe cao cấp luôn. Đấy, xe ngon như thế này các bác không mua thì thực sự là để hơi phí. Vâng. Elantra là một dòng xe khá là hiếm hoi trên thị trường Việt Nam. Sở hữu được dáng thì như dạng hạng D. Đấy, nội thất cao cấp như hạng CD và nói chung là rất là hiện đại luôn. Đấy, thiết kế trời Âu, kiểu dáng thì thể thao thanh cảnh, dài, trường xe và có cả cửa sổ trời. Đấy, cửa sổ trời luôn nhá. Nhiều dòng xe cao cấp thì cửa sổ trời chưa chắc đã có đâu ạ. Đấy, lốp dép rất dày và đẹp luôn. Đấy, toàn bộ dàn lốp thì đẹp căng rồi. Mà cua lốp thì các bác nhìn là không có lỉ, không có ồn gì cả, chống ồn rất tốt. Đấy. Cản sau này, đồng sơn cản rất là đều đẹp. Đấy. Và toàn bộ phía cản sau body kit phía dưới này, đây các bác nhìn này. Đấy, body kit phía dưới đây. Đấy, có bô kép thể thao. Đấy, rất là đẹp luôn. Đều cảm biến lùi phía đằng sau đây cho các bác yên tâm khi mà các bác lùi nhá. Cảm biến lùi này. Rồi phía phần trên đèn hậu của xe thì cái đèn này nó hơi theo thời gian một chút. Cái này thì cái này là chủ để lâu bụi thôi, chứ cái này đánh bóng lên là quá ok. Đấy, đèn đóm sáng choang luôn và không hề có dạng nứt ố vàng, các bác yên tâm. Và dòng này thì các bác dùng cứ thoải mái thôi, yên tâm thực sự luôn đấy ạ. Vâng. Một chiếc Hyundai Elantra bản 2.0. Đấy, thiết kế đèn led này, phía dưới này. Đấy, các bác nhìn nhá, rất đẹp. Mắt led này. Đấy. Bầu đèn căng đét luôn và không hề rạn nứt. Toàn bộ các cái gân này kín kẽ nhá. Gân kín kẽ này, các cái khớp nối này ok luôn này. Đấy, các bác nhìn nhá. Toàn bộ cái này nó rất là kín luôn. Phần cốp thì con này là mở điện rất là nhẹ nhàng. Đấy, chỉ keo là bao zin. Đấy, zin chỉ luôn này, chỉ zin luôn. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng, chỉ zin nguyên. Đấy, các cái lỗ ốc này nó còn nguyên bản luôn này. Một chiếc xe đẹp,
đời 2018. Thực sự là nói chung là những cái dòng xe như thế này mua để một chiếc xe đẹp thì cũng thực sự hơi khó, vì bác chủ bác ấy nhiều nhiều người người ta đi xe người ta không giữ xe đâu, nhưng mà đây là một chiếc xe được bác chủ bác ấy giữ rất là cẩn thận đấy, đồ nghề kích lốp các thứ là của xe là đầy đủ, lốp sơ cua ok, lốp Goodyear, và các bác có thể nhìn này, lòng phía hậu sau này đấy, nó còn đẹp như thế này mà. Xe 2018 đến nay là được 4 năm, hơn 4 năm rồi. Thế mà phải nói là xe rất là cứng cáp, không hề lỗi lầm một tí nào. Đấy, có sàn lót chống bẩn nhá. Cốp mở đóng nhẹ nhàng. Đấy, tôn này là tôn zin đấy ạ, không có sơn tỉa đâu. Lốp bên này thế, lốp Continental Context MC5. Lốp rất là dày. Cái dòng lốp này thì hôm trước em đi tiếp xúc với dòng Maybach, với dòng Phantom ấy, thì em mới biết rằng là những chiếc xe như thế này nó đều sử dụng lốp Continental này luôn. Vâng, dòng lốp khá là nổi tiếng, và đặc biệt là phanh đĩa này, rồi la răng này, rất đẹp, không hề lỗi lầm nhá. Cửa đóng mở thì chắc chắn rồi, êm khít luôn. Chỉ keo với bao zin, đây các bác nhìn này, chỉ zin đét luôn này, không hề lỗi một tí nào luôn. Táp vi đẹp, kính điện lên xuống hoạt động hoàn toàn nhẹ nhàng. Đấy, và nội thất bên trong cái hàng ghế nhìn từ bên này sang cũng rất là rộng rãi và thoải mái. Chân cẳng duỗi thoải mái luôn các bác nhá. Đi những chuyến xe đường trường là rất là ok và yên tâm, không bị mỏi lưng rồi không bị gò bó tức bí. Những cái dòng này nói chung là không gian bên trong thì nó rất là rộng, rộng rãi tiện lợi luôn. Đấy, cửa đóng mở rất là nhẹ nhàng. Đấy, chỉ keo bao đẹp, nó lét lẹt lẹt luôn. Rất là nét luôn các bác nhá. Đấy, ghế này, hàng ghế ghế bên phụ đó, vâng, ghế bên phụ vẫn còn gần như là mới tinh. Nói chung là cái đồ của con này thì nói thật các bác là toàn bộ là gần như là mới tinh luôn. Lăn bánh mới được có hơn 5 vạn, là gọi 5 vạn 6 ấy, 5 vạn 6 mà với cái chất như thế này thì nó thực sự là nó chỉ như tầm khoảng 2-3 vạn thôi. À, xe được giữ gìn rất là cẩn thận. Nói chung là mua với một cái chiếc xe tiền trăm, tiền tỷ thì nó khác, nhưng mà những cái chiếc xe tiền trăm như những chiếc xe như thế này ạ, các bác đã lời được đến hơn 200 so với xe mới. Thực sự là các bác mất 4 năm mà các bác lời 200, mỗi năm 50 triệu. Nó là cả một vấn đề. Và xe thì vẫn trả góp bình thường. Các bác chỉ cần, ví dụ như con này các bác chỉ cần bỏ ra khoảng tầm 200 triệu là các bác có ngay cái chiếc xe này rồi. Đấy, xe rất là hiện đại và được tích hợp rất nhiều các cái chức năng cao cấp. Đấy, gạt mưa, gạt kính thì rất là nhẹ nhàng. À, đèn nổ start stop thông minh này. Đấy, đè lên đi, vòng tua của động cơ rất là thấp các bác nhá. Tua động cơ thấp này. Đấy, ta sẽ mở nắp capo lên. Em này thì sử dụng động cơ 2.0. Nói chung là đi một chiếc xe vừa đầm vừa chắc thì phải sử dụng những cái động cơ 2.0 thì nó mới tạo cho mình những cái gọi là thoải mái nhất định. Vâng, động cơ cam kép DOHC, máy 2.0, máy số thì zin đét luôn. Con này máy số bao zin các bác nhá. Máy nguyên bản này, chưa có tháo mở, không có thủy tích, đấy, không ngập nước. Và chiếc xe thì hơi bẩn bụi một chút thì tí nữa em sẽ về là cho đi lau rửa dọn sau. Nói chung là với cái tầm giá như thế này thì đây cũng là một chiếc xe khá là tuyệt vời, hợp lý cho mọi người. Đấy, chống cái cabo lên một chút. Rồi, các bác có thể nhìn này, đây này, dầu nhá, con này dầu này, đấy, dầu nó còn vàng óng luôn này. Dầu vàng óng luôn nhá, đầy đủ dầu mỡ, không thiếu một cái gì. Đấy, còn lắp hơi thừa bên này. Có hơi, không hề có một tí hơi nào này. Đấy, các bạn thấy không? Vâng, không hề có tí hơi thừa dầu mỡ nào luôn. À, nó chỉ bụi bẩn thôi, có bụi bẩn tí thôi, không vấn đề gì. Cái này thì về dọn dẹp là ok. Đấy, tất cả các cái ốc của chân máy cũng như là ốc của trên mặt máy là còn nguyên bản nhá, chưa có độ chế gì cả. Đấy, tai ốc này, tai ốc bên sườn đây là còn nguyên này. Đấy, kể cả tai đèn bên này cũng thế này, toàn bộ tai đèn là còn nguyên, không có vá víu nhá. Xe thì rất là cứng luôn, và chiếc xe này thì em đang bán giá rất là hời. Đấy, 5 đồng một chút thôi. Các bác nào mà quan tâm thì các bác có thể là qua trực tiếp xem xe và trải nghiệm tại Vũ Duy Ô Tô ạ. Vâng, bên em thì có địa chỉ tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Các bác lên Google các bác gõ là ra cửa hàng thôi ạ. Vâng, bán online trên toàn quốc nhá. Và xe thì nói chung là các bác cần thì các bác có thể là qua trực tiếp cửa hàng. Còn các bác bận việc thì các bác có thể cọc, sau đó thì bên em sẽ vận chuyển xe đến tận nhà cho các bác. Vâng, nói chung là xe giá rẻ thì bên em rất là nhiều. Các bác chỉ việc gọi là yên tâm và sử dụng thôi. Đấy, bên nhà em thì
xe bán ra là có cam kết bảo hành thu mua trên toàn quốc, có trao đổi này, trao đổi mua bán đầy đủ nhá. Đấy, các bác nhìn gầm này, gầm xe nó đẹp như này, vâng, ba bu lê thẳng căng nét đẹp đẹp luôn này, dưới này, đấy các bác nhìn nhá, gầm xe rất là đẹp luôn, đẹp mà không chói lóa, đấy, gầm xe cực kỳ đẹp. Em này thì nói chung là một chiếc xe giá vừa rẻ mà xe vừa chất. Đấy, các bác bỏ ra số tiền ít nhưng mà xe vẫn rất là yên tâm luôn. Và những ai mà quan tâm đến chiếc xe này thì qua cửa hàng em Vũ Duy Ô Tô xem xe và trải nghiệm nhá. Cửa hàng em thì ngay mặt đường 10 thôi, rất là tiện lợi luôn, ai cũng có thể là qua và xem xe được. Đấy, thời tiết tối dần rồi. Đấy, con này thì chìa khóa đây. Đấy, rất là đơn giản. Xe đi rất là nhẹ nhàng, lái điện, trợ lái rất là nhẹ nhàng luôn, lái lủng là không có vấn đề gì cả. Đấy. Và cái dòng này nói chung là một cái dòng xe hạng sang, mình đi nó cũng rất là yên tâm, tiện lợi này, an toàn này. Đấy, giá rẻ, có cả camera hành trình, camera lùi có hết, lại còn có sở sim mạng 4G. Các bác đi cái dòng này thì nó thoải mái rộng rãi, kể cả là cái không gian phía đằng sau này. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng, và những bác nào mà yêu thích chiếc xe thì alo em nhá. Vâng, cảm ơn các bác, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với em Vũ Duy Ô Tô chuyên các cái dòng xe giá rẻ cho mọi nhà. Hẹn gặp lại bác. Ui chà, đấy, cửa hàng em thì xe ngập trời luôn này. Đấy, tha hồ cho các bác xem xe nhá, cảm ơn các bác. Vũ Duy Ô Tô, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.